Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, 24 tháng 11. Những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam sẽ được cập nhật qua bản tin ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, trong phần tin sáng ngày hôm nay, mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Indonesia ghen tị với điều kiện của Việt Nam ở AFF Cup. Chuyên gia nhận định bất ngờ vụ hai trợ lý Hàn Quốc rời tuyển Việt Nam. Cựu quan chức VFF ca ngợi màn xử trí tân trường của huấn luyện viên Park Seo. Huấn luyện viên Park Seo chỉnh Công Phượng Quang Hải triển khai kế hoạch đặc biệt ở AFF Cup. Mời các bạn cùng đón nghe. Huấn luyện viên Park Seo chỉnh Công Phượng Quang Hải triển khai kế hoạch đặc biệt ở AFF Cup. Các bạn thân mến, huấn luyện viên Park Seo liên tục thay đổi giáo án nhằm giúp cho các tuyển thủ Việt Nam hoàn thiện kỹ năng, kỹ chiến thuật trước khi bước vào AFF Cup. Bước sang buổi tập thứ 3 để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup thì tinh thần của tuyển Việt Nam là rất thoải mái. Việc được tập trên mặt cỏ có chất lượng không thua kém các sân cỏ tại giải Ngoại hạng Anh càng tăng thêm sự hưng phấn cho Quang Hải và các đồng đội. Dù vậy thì càng gần đến ngày sang Singapore dự AFF Cup, tuyển Việt Nam dần nâng cao khối lượng tập luyện với những yêu cầu khó hơn từ huấn luyện viên người Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Seo trực tiếp vào sân thị phạm từng động tác khi một số cầu thủ không hiểu bài. Nếu ở buổi tập thứ 2 các cầu thủ luyện kỹ bài bị đối thủ theo kèm và chơi tiểu xảo thì đến chiều ngày 23 tháng 11 toàn đội được luyện bài mới. Huấn luyện viên Park Seo dành phần lớn thời lượng cho các nội dung về việc di chuyển chiến thuật, đánh giá tương thích của các vị trí trong đội hình tấn công, phòng ngự. Ngay cả những ngôi sao như Công Phượng, Quang Hải hay Tuấn Anh cũng thường xuyên được huấn luyện viên Park Seo nhắc nhở để làm tốt hơn. Với lực lượng 34 cầu thủ có trong tay, huấn luyện viên Park Seo đang xây dựng nhiều phương án để đảm bảo đội luôn có đội hình ra sân phù hợp nhất cho tính chất của từng trận đấu, cho từng đối thủ khác nhau ở AFF Cup. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh là giải đấu tới đây là cuộc đua đường dài, mà ở đó thì sự thành công luôn gắn liền với sự chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Tuyển Việt Nam không có cầu thủ nào gặp vấn đề về chấn thương. Trước ngày sang Singapore, huấn luyện viên Park Seo sẽ rút gọn danh sách xuống còn 30 cầu thủ. Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang nghe tin trên kênh YouTube Điểm Tin Bóng Đá. Để không làm phiền đến quý vị và các bạn khi đang nghe tin, kênh sẽ không đặt quảng cáo ở giữa video. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Nếu thấy hài lòng, hãy để lại một like hoặc một góp ý ở phần bình luận dưới video. Xin trân trọng cảm ơn và mời các bạn tiếp tục với phần tin ngày hôm nay. Báo Indonesia ghen tị với tuyển Việt Nam ở AFF Cup. Các bạn thân mến, mới đây theo tờ báo của Indonesia thì tuyển Việt Nam đã nhận được sự ưu ái lớn từ nước chủ nhà AFF Cup Singapore, trái ngược hoàn toàn với thầy trò ông Shin Tae-yong. AFF Cup 2021 đã cận kề và đây là thời điểm mà các đội tuyển đều gấp rút chuẩn bị cho giải đấu, trong đó có hai đội nằm cùng bảng là Việt Nam và Indonesia. Chiều ngày 23 tháng 11 thì tờ Indosport của Indonesia đã cho đăng tải bình luận với quan điểm khá bất ngờ, cho rằng là nước chủ nhà Singapore đã dành sự ưu ái đặc biệt cho thầy trò huấn luyện viên Park Seo. Cây bút Kresna của tờ Indosport là tiêu đề. Khác với tuyển quốc gia Indonesia, Việt Nam được chủ nhà AFF Cup ưu ái đặc biệt. Cụ thể, tờ này phân trần. Khác hoàn toàn với tuyển Indonesia thì Việt Nam thực sự được đối xử đặc biệt bởi quốc gia chủ nhà AFF Cup, đó là Singapore. Phía Singapore đã cung cấp sân tập riêng cho tuyển Việt Nam. Thầy trò ông Park Hang-seo sẽ tập luyện tại sân vận động Hong Gang trong thời gian diễn ra giải đấu. Điều này trái ngược hẳn với tuyển Indonesia. Đội quân của ông Shin Tae-yong hiện phải tập luyện tại sân Gombak cùng với Đông Timor. Trong khi đó thì Thái Lan và Malaysia tập luyện tại sân Yeosun, Lào và Myanmar tập luyện ở sân vận động Clementi và cuối cùng là Campuchia và Philippines tập luyện tại sân vận động Woodlands. Với chủ nhà Singapore, họ tập riêng ở sân trung tâm đào tạo Geylang do họ đóng vai trò chủ nhà. Các bạn thân mến, thì hiện tại huấn luyện viên Park Hang-seo đang tích cực rèn quân tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tại đấu quốc sư tử thì tuyển Việt Nam được tập luyện trên sân của câu lạc bộ Hong Gang United. Thông thường thì một sân vận động sẽ dành cho hai đội tuyển, nhưng riêng chủ nhà Singapore và tuyển Việt Nam của chúng ta được ưu tiên. Trong khi đó thì tuyển Indonesia vẫn đang trải qua đợt tập huấn quan trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ sau thất bại 0-1 trước Afghanistan. Mới đây, thầy trò ông Shin Tae-yong sẽ còn trận giao hữu nữa gặp Myanmar vào thứ Năm, tức là ngày 25 tháng 11 trước khi quay trở về Singapore. Chuyên gia nhận định bất ngờ vụ hai trợ lý rời tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, mới đây chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá là hai trợ lý của huấn luyện viên Park Seo xin nghỉ, có lẽ vì U23 Việt Nam ít tài năng.
Dư luận Việt Nam không khỏi bất ngờ trước thông tin là hai trợ lý là Kim Han-yoon và Kim Hyun-ti đã không tiếp tục làm việc cùng huấn luyện viên Park Seo và đã trở về Hàn Quốc. Tôi nghĩ là chắc phải có lý do gì nghiêm trọng lắm thì mới có sự thay đổi này. Bởi các ông ấy cũng đã gắn bó xây dựng đội từ lâu rồi. Bây giờ họ ra đi để lại khoảng trống đó thì người mới về lại mất một thời gian để tìm hiểu lại. Tôi nghĩ việc này sẽ gây ảnh hưởng dù thời gian vẫn còn. Chúng ta cũng không hiểu rõ vì sao lại như thế, nhưng tôi có cảm giác chuyện này không được hay cho lắm. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã mở đầu cuộc trò chuyện về việc hai vị huấn luyện viên người Hàn Quốc rời bỏ tuyển Việt Nam. Như đã chuyển đến quý vị và các bạn là lãnh đạo VFF xác nhận hợp đồng với trợ lý Kim Han-yoon và huấn luyện viên thủ môn Kim Hyun-ti đã kết thúc. Cả hai đều trở về Hàn Quốc và không tiếp tục làm việc cùng đội U23 Việt Nam. Đây được đánh giá là thông tin gây bất ngờ bởi cả hai đều gắn bó với lữ U23 Việt Nam hiện tại trong suốt thời gian qua, với kỳ vọng bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31 ngay trên sân nhà. Ông Kim Han-yoon tới Việt Nam từ năm 2019 và được giao nhiệm vụ là quản lý đội U23 Việt Nam khi huấn luyện viên Park Seo bận công việc ở đội tuyển quốc gia. Vị chiến lược gia sinh năm 1974 là khá kiên tiếng. Trong suốt 2 năm làm việc tại Việt Nam, ông chưa lần nào trả lời phỏng vấn truyền thông. Tuy vậy thì trợ lý Kim Han-yoon đã góp công không nhỏ trong tấm huy chương vàng SEA Games 30 của bóng đá Việt Nam. Bước sang năm 2020, ông lại tiếp tục gây dựng lứa U23 mới để chuẩn bị cho SEA Games 31. Còn trường hợp trợ lý Kim Hyun-ti, ông đến Việt Nam vào tháng 12 năm 2020 và phụ trách công việc ở các đội tuyển trẻ. Dưới bàn tay của cựu huấn luyện viên thủ môn tuyển Hàn Quốc thì các thủ thành U23 Việt Nam đã tiến bộ rõ rệt. Minh chứng rõ nhất là việc thủ môn Quan Văn Chuẩn mới đây được huấn luyện viên Park Seo đôn lên từ U23 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia để tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup. Một số nguồn tin cho biết là cả hai vị huấn luyện viên trên đều bày tỏ mong muốn được trở lại Hàn Quốc để vừa làm việc và vừa được sinh sống gần gia đình bạn bè. Theo đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải thì việc mất đi những trợ lý lâu năm sẽ khiến cho huấn luyện viên Park Seo gặp thêm nhiều khó khăn khi dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu ở SEA Games 31. Cụ thể ông phân tích: việc hai trợ lý Hàn Quốc xin nghỉ để lại hậu quả cho ông Park Seo bởi họ là những người hiểu biết nhất về đội bóng, có thể truyền đạt cho ông Park điểm mạnh điểm yếu của U23 Việt Nam, vấn đề của từng cầu thủ. Đó là những điều mà ông Park Hang-seo cần nhất, nhưng bây giờ hai trợ lý này lại đi nghỉ rồi. Thầy trò gắn bó với nhau cũng khá lâu rồi, nắm bắt được ý tưởng của nhau, các kế hoạch, ý đồ chiến thuật chắc cũng đã hình thành cả rồi. Bây giờ họ đi rồi thì huấn luyện viên mới lại phải làm lại từ đầu. Điều đó khiến ta lại mất thêm thời gian. Thành ra thì sắp tới khi cầm đội U23 Việt Nam thì ông Park gần như lại bắt đầu từ đầu, làm lại mọi thứ. Tôi cho rằng đây là điều đáng tiếc và phần nào ảnh hưởng đến chất lượng cũng như quá trình hình thành một đội U23 Việt Nam tốt. Hơn nữa thì tôi có cảm giác là hai vị huấn luyện viên Hàn Quốc này cũng không mặn mà lắm với đội U23 Việt Nam, bởi lứa này không có nhiều tài năng. Có lẽ họ cũng có những tính toán riêng của mình, tất nhiên thì điều đó chúng ta chỉ suy ra thôi, còn thực tế như thế nào thì cũng không rõ được. Cũng liên quan đến đội U23 Việt Nam thì trong cuộc trò chuyện cách đây chưa lâu, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã có những chia sẻ về mối lo của ông về chu kỳ đi xuống của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ đến việc bóng đá Việt Nam đang có xu hướng thoái trào, ngưỡng thắng lợi bắt đầu đạt đến giới hạn và đi đến một chu kỳ sa sút. Bây giờ nhìn lứa U23 sắp tới dự giải U23 châu Á không thể bằng lứa đàn anh. Khi chất lượng cầu thủ kế cận không bằng thì dễ đi đến sự thoái trào. Đến lúc đó thì chắc lại có thêm những luồng chỉ trích từ dư luận. Nhưng người ta cũng phải hiểu rằng là cả thế giới phải mất bao nhiêu năm mới có được Pele, Maradona, Ronaldo hay Messi. Đâu phải cứ dễ dàng là sinh ra được cầu thủ như vậy. Rõ ràng là huấn luyện viên Park Seo vẫn là người dẫn dắt U23 Việt Nam ở SEA Games sắp tới, nhưng việc mất đi cùng một lúc hai trợ lý thân cận đã khiến cho ông phải đương đầu thêm nhiều khó khăn. Rút cuộc thì vì sao hai nhân tố quan trọng trong thành phần ban huấn luyện lại rời đi chỉ 6 tháng trước khi U23 Việt Nam bước vào giải đấu quan trọng như SEA Games 31? Câu trả lời có lẽ chỉ người trong cuộc mới nắm bắt được. Cựu quan chức VFF ca ngợi màn xử trí tấn trường của huấn luyện viên Park Seo. Các bạn thân mến, mới đây trả lời phỏng vấn của Tờ Thanh Niên thì cựu phó chủ tịch VFF ông Dương Vũ Lâm đã có những chia sẻ về vụ việc của thủ môn Tấn Trường. Như tất cả các bạn đã biết là những ngày gần đây thì Tấn Trường trở thành tâm điểm tranh cãi khi thường xuyên livestream trước và sau mỗi trận đấu của tuyển Việt Nam. Sau đó thì huấn luyện viên Park Seo đã phải đích thân ra mặt
để làm việc với thủ môn của tuyển Việt Nam. Tấn Trường sau buổi làm việc đã đồng ý là hạn chế sử dụng mạng xã hội và sẽ không livestream TikTok hay các nền tảng khác khi đang tập trung của đội tuyển. Chia sẻ với tờ Thanh Niên thì nguyên phó chủ tịch VFF ông Dương Vũ Lâm đã có những bày tỏ về vụ việc này. Ông Park Hang-seo khi đến Việt Nam đã đề cao tính kỷ luật và áp dụng nó tùy lúc mềm, lúc rắn khác nhau nhưng luôn rõ ràng và hiệu quả. Bản thân ông Park cũng bị phạt nếu như vi phạm nội quy. Đó là một trong những nét nghệ thuật quản trị nội bộ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cá nhân tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam đã phản ứng và xử lý điều này một cách nhẹ nhàng, chừng mực và hiệu quả. Ngoài ra, ông Dương Vũ Lâm cũng nhận định về sự ảnh hưởng của mạng xã hội đối với phong độ của các cầu thủ. Vấn đề hồi phục thể lực là rất quan trọng, cầu thủ cần ý thức được điều này. Việc sa đà vào mạng xã hội về lâu về dài cũng có thể ảnh hưởng phần nào đến trí não. Đó là lời góp ý và cảnh tỉnh cần thiết với không riêng gì Tấn Trường mà cho toàn đội và mọi thành viên của tuyển Việt Nam trước thềm giải đấu lớn như AFF Cup. Vụ việc mới đây của thủ thành Tấn Trường cũng sẽ là bài học cần thiết để tránh những trường hợp tương tự diễn ra trong tương lai. Vấn đề livestream là một phát sinh mới gần đây, chưa hề có tiền lệ và chế tài, tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của tuyển quốc gia trong mắt người hâm mộ. Các bạn thân mến, trên đây là bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay 24 tháng 11. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.